Chào mừng các bạn đến với chương trình huấn luyện NLP e-learning. Để giúp các bạn ra quyết định mạnh mẽ sở hữu toàn bộ chương trình này, sở hữu toàn bộ những kỹ năng tuyệt đỉnh của NLP, thì điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu là tại sao chúng ta cần phải học NLP. Nếu như các bạn muốn mình trở thành một bậc thầy trong giao tiếp, kết nối và gây ảnh hưởng với người khác, và nếu như bạn cũng muốn mình có cái khả năng đọc vị khách hàng chính xác 100%, hiểu biết những ẩn ý để thúc đẩy hành động của mọi người, và nếu như bạn cũng muốn biết những công cụ kỹ thuật để có thể thiết kế kế hoạch chiến lược và cái cách thức để dành 100% hoàn thành các kế hoạch chiến lược đó, và nếu như bạn cũng muốn biết các cái kỹ năng để huấn luyện đội nhóm của bạn, phòng ban kinh doanh của bạn, doanh nghiệp của bạn hoàn thành 100% mục tiêu bạn đặt ra, thì NLP là câu trả lời cho mọi thứ đối với bạn. Khi bạn sở hữu NLP, NLP sẽ giúp bạn phát huy tối đa và mạnh mẽ những khả năng đã có sẵn trong người bạn. Và đây là toàn bộ giáo trình của NLP, giáo trình nguyên bản của tổ chức ABNLP Hoa Kỳ. Toàn bộ giáo trình này nó bao gồm tất cả những bài học, tất cả những module để giúp bạn tạo động lực từ bên trong, giúp bạn đánh thức những nguồn lực, những khả năng bên trong mình. Toàn bộ giáo trình này sẽ được chúng tôi chuyển hóa vào hệ thống e-learning để giúp bạn dễ dàng tiếp cận các bài học, giúp bạn dễ dàng sở hữu và bạn có thể học đi học lại để có thể nhuần nhuyễn các công cụ, kỹ thuật, quyền năng của NLP trong hệ thống đào tạo này. Bạn hãy hình dung NLP như thế này. NLP nó giống như những bộ công cụ được đặt trong 3 chiếc hộp. Chiếc hộp thứ nhất là toàn bộ những công cụ, đó là những module để giúp bạn hiểu thấu được bản thân mình. Điều này có quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Bởi vì trước khi chúng ta có thể đạt đến mục tiêu nào thì chúng ta cần phải hiểu thấu bản thân mình. Mình đang ở đâu? Mình có những gì? Thiếu những gì? Và cần phải bổ sung những kỹ năng, kiến thức gì để có thể đạt được mục tiêu. Bộ công cụ thứ hai để giúp bạn hiểu được người khác. Bạn cũng biết rồi, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi với nhiều người. Khi bạn là quản lý doanh nghiệp, khi bạn là giám đốc của một bộ phận, khi bạn là đội trưởng của một đội nhóm kinh doanh, bạn phải biết cách tạo động lực, bạn phải biết cách thiết kế kế hoạch chiến lược và huấn luyện người khác hoàn thành kế hoạch chiến lược. Vậy bộ công cụ thứ hai này sẽ giúp bạn thấu hiểu người khác và truyền động lực cho người khác, huấn luyện người khác hoàn thành 100% mục tiêu. Và bộ công cụ thứ ba là bộ công cụ sẽ giúp bạn làm như thế nào để trở nên vượt trội và xuất chúng. Bây giờ, chào mừng bạn đến với chương trình NLP e-learning để sở hữu toàn bộ những công cụ quyền năng của NLP. Tôi hứa với các bạn, sau khi bạn sở hữu toàn bộ những công cụ kỹ năng tuyệt đỉnh của NLP trong chương trình NLP Practitioner này, bạn sẽ có những kỹ năng vượt trội và xuất chúng để thiết kế một cuộc sống thượng hạng cho bạn. Trong công việc thì nó sẽ giúp bạn có một cái kế hoạch chi tiết và nó sẽ biết cách để cho mình tạo chính động lực cho mình. Đó là trước nay mọi người luôn đổ lỗi là do mình không có năng lực này, mình không có vốn này, rồi là mình không làm được tất cả những cái vấn đề đó, làm cho họ trì hoãn những cái việc thay đổi. Và họ sợ là khi họ thay đổi thì nó sẽ không được kết quả như ban đầu. Và khi em học đến NLP thì em thấy rằng là không phải là họ không có năng lực, không phải họ không có vốn, mà về cơ bản nguồn lực của họ có rất là nhiều ở trong cơ thể rồi, nhưng mà chỉ có cách là họ chưa gọi nó lên thôi. Đấy, nếu như mà trong xã hội nhiều người biết đến cái này và được sử dụng cái này thì em nghĩ là tất cả sẽ, mọi việc sẽ được giải quyết. Mâu thuẫn này, rồi mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn công việc, tất cả thì nếu như được thì sẽ rất là tuyệt vời. Trước kia thì khi mà ra ngoài xã hội thì hoặc là giao tiếp bên ngoài thì lúc nào mình cũng mang một cái tâm lý là rất là khó khăn, hoặc là khi giao tiếp thì có rất nhiều người mình rất là khó gần. Nhưng mà sau khi mà học NLP xong ấy thì mình cảm giác là những người đấy mình có thể là tiếp xúc và tiếp nhận nó gần hơn rất nhiều. Và cái thứ hai là trong cuộc sống gia đình ấy, cũng như là ra ngoài xã hội, thì mỗi khi về nhà thì mình cảm giác rằng là cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó không có nhiều những xô bồ như ngày trước nữa. Cái thứ hai là trong kinh doanh
thì mình thấu hiểu các đội ngũ chuyên viên ở cấp dưới hơn, cũng như là gì ạ, thấu hiểu tất cả các anh em nhiều hơn trong các cuộc họp, cũng như là trong gì ạ, giao tiếp với anh em, thì mình cảm thấy áp lực trong cuộc sống là nó giảm rất là nhiều. Đặc biệt là gì ạ, mình cũng cảm giác là các chuyên viên ấy, của mình ấy, sau khi mà tiếp xúc với mình trong những cuộc họp cũng như là trong cái quá trình giao tiếp thì người ta cũng cảm giác là hưng phấn hơn, và mình cảm giác thực sự là nó thay đổi cả cuộc sống lẫn công việc của bản thân mình.